đấy. Ba lô nó nặng lắm nào đấy. Ôi, nhục chưa chứ lị, thật sự nhục lắm, thật đấy. Chưa bao giờ trần đời ai là còn đi trên vỉa hè đấy chứ. Anh đeo gì đấy? Anh đeo gì trên lưng đấy? Đeo gạch à? Nặng nhờ, nặng nhờ này. Đưa từ đây đây, bắt từng đi đâu gì đấy? Khổ, bắt em đeo này cơ, khổ lắm. Nặng lắm, thật sự kém, kém sang vô cùng. Chất nhất hôm nay, quần thì quần đùi, giày thể thao, áo thì bó chít lại. Nặng không em? Mày có nặng không? Em đeo thử em biết. Thôi đừng, em cảm ơn, không cần, cảm ơn. Mua rồi, yên tâm. Ngày xưa ấy, anh đèo em trên con Ducati, anh dọa em 1 thì hôm nay em dọa anh 10 nhá. Em riêng cứ... ô tô thì em không ngán anh nào. Em drift cho anh phát đi. Thôi xe mới. Xe mới shop. Năm nữa anh mang con xe xuống đây thì em drift cho anh xem nhá. Ôi giời ơi, nhưng mà nói chung là lái xe mới bao giờ cũng thích ý. Thích thật sự luôn. Xe kiểu mới vừa sắp xưởng ấy ra ngoài ấy. Cái em, màn hình em có thể để cho anh sướng được nữa không? kiểu mẹ chưa được lái xe mà người khác cứ khen sướng rồi. Đấy là cái tội vì anh không chịu học lái xe. Trước khi đi mua xe thì thôi, người ta phải gọi là người ta học lái xe cho đàng hoàng tử tế đi. Thế phải về nhà học. Nhưng mà công nhận là cũng nể đấy. Con xe đầu tiên mua xe 3 tỷ mấy về để gọi là tập lái xe là cũng rất gì mà này nọ đấy. Thôi nói thế. Mà cũng chỉ có anh Nam mới có thể ôm một bọc tiền như thế để mang lên Hà Nội thôi. Thì anh đi đâu anh mua, ngày xưa anh mua Ducati cũng thế, anh cầm cái cục lên. Này lần sau nhé, gửi tiền ngân hàng nhé. Đấy đúng rồi, nãy này là camera 360 này nên đâm ra là mình sẽ không sợ đâm nó vào ai biến, hay là... Cảm biến toàn xe luôn này. Chính xác, không sợ đâm vào ai hay là không sợ mình va quệt cái gì cả. Cái điểm này là hơn con xe của em này, xe của em chưa có cái này này. Nếu mà em muốn lắp thêm em phải bỏ ra mấy chục triệu để lắp cái này. Tiền nào muốn đấy. Thôi, em con gái em mua con xe đấy vậy là cũng đẳng cấp rồi. Đấy là còn biết lái chứ đây mình thấy mình nhục quá. Có một sự nhục không hề nhẹ. Đi xe lúc nào cũng ngồi ghế phụ. Đây nếu mà khi nào ấy về mà tán gái ấy thì là nhớ hỏi là em ơi em có bằng lái không? Đấy.
Không, nhưng mà anh mua xe là anh có thấy hơi sai lầm. À, nhắc lại, tiết lộ cho các bạn biết là trước khi mua con xe này thì là anh NTN anh ấy ế. Và sau khi mà mua con xe này xong ấy, mà nếu mà anh mà về Tiền Hải mà anh vẫn ế thì cho phép em xin được phép là cười vào mặt anh. Ừ. Em cứ cười thoải mái đi, cười tới tay loe đi. Gọi là cửa sổ trời toàn cảnh à. Đây cái thảm của nó là thảm, thảm theo xe đúng không? Đúng rồi. Sao à, không, chưa thảm theo xe người ta chưa lắp vào đâu. Đây là cửa sổ trời hoành tráng đây. To vãi, cửa sổ trời này to hơn cửa sổ trời của em. Của em bé hơn. Thì đóng lại hơi nóng, hơi nóng. Quạt lại á. Ừ. Nói chung là một trải nghiệm rất là mới. Thật sự với các bạn là mình rất là thích con xe E350 này. Và đáng lẽ ra thì mình sẽ chờ con xe này ra rồi mình mua. Nhưng mà con xe này ra quá lâu và ông này là một ông cực kỳ may mắn. May mắn kinh khủng. Cái đợt mà anh mua con xe này anh bảo em là tháng 12 mới lấy đúng không? Chờ đến tháng 12 tự dưng đùng cái bảo là ô ngày mai anh lấy xe rồi, có xe rồi. Tức là số anh rất là may mắn. Con xe này là có hình như 48 con ở Việt Nam thôi. Người ta mua hết rồi, không đến lượt mình mua nữa. Bây giờ có một người may mắn người ta nhả ra nên mới đến lượt anh đấy. Em mong có người nhả ra mà chả có ai nhả đấy. Thế đây con này con cuối cùng rồi. Thì đúng rồi, con này là con cuối cùng. Chính vì là không còn con xe này nữa nên đâm ra thôi em cũng vẫn mua con xe của em bây giờ. Và em cũng rất là yêu nó. Trời ơi, thôi, không mình, sao cả có cái gì thì mình yêu cái đấy. Chứ còn gì nữa, chứ con xe của em quá đẹp. Là anh thích Ferrari, Lamborghini cơ. Con xe của em, nếu mà nói về độ chói thì đúng là ở đây không ai chơi lại. Và cô lên đồng. Đúng là đồng bóng lắm anh ấy. Bước đi ra ngoài đường phát biết con này là con nào. Mai phải làm thêm mấy quả vòng kiểu hạt xoàn ấy, to vào. Xong rồi làm cái mõ nữa. Mõ nào? Mõ ấy. À, lên đồng á? Ừ, bước ra khỏi xe cái là cứ con. Nó hợp lý. Đi qua cầu. Riêng con xe đấy của em đi ra ngoài đường thì không chạy đi đâu được. Chính vì sự nổi bật đấy là anh thấy con Ducati của anh dán NTN vào là hơi sai lầm. Sai đúng không? Nên là bây giờ em dán đỏ vậy anh thấy hơi sai. Ra ngoài đường thề dễ bị nhận ra lắm ấy. Đúng vậy. Mình trốn còn không được. Không trốn được. Chịu, không thể trốn được. Nhưng mà phê thật. Nhưng mà cảm giác anh biết thích nhất khi lái con xe này là thế nào không? Là đạp ga nó rất là không phải. Mà vì con xe này vừa mới ra khỏi xưởng mình đã được lái đầu tiên và con xe này nó không phải xe của mình. Anh Nam kích sướng không anh? Anh hiểu không? Cứ bô kích đi, kích đi. Giống như kiểu là anh đi ăn kiểu anh đi ăn ở nhà người khác ấy. Bao giờ cũng ngon hơn đúng không em? Này tập trung lái xe vào nhìn đường vào. Cay không làm gì được. Cay không làm gì được. Nó phê mà cảm giác nó. Ừ, cảm giác nó lái thích lắm ấy. Ừ, thích lắm ấy. Ừ. Cảm giác thích thật ấy. Ừ. Thế mà có người thằng chủ xe này ngồi ghế phụ, ngồi im không làm gì được. Ừ, thì làm sao? Trời ơi. Đúng không em? Em thấy chị nói đúng không? Anh Nam ơi. Đâu nhỉ? Cho lái chán đi, cho làm hết vòng Hà Nội hết xăng đi. Chứ còn gì nữa, đâu chỗ này đâu nhỉ? Chỗ nào? Cái chỗ ấy đây. Trên kia. Nói chung là thôi, không phải bộ kích đâu. Nói chung là này, anh có phải nói thật là anh mua xe cũng một phần đấy. Rất là một phần rất lớn là nhờ em nhá. Em bộ kích cho anh bao nhiêu lâu? Đấy, con xe của em kia rồi, thấy chưa? Nó chói lọi như thế kia. Thôi, giả xe. Có biết lái quái đấy mà đây giả nhá, đây cũng chẳng thèm nhưng có biết lái quái ấy. Anh không thích lái thôi. Nên nếu mà rửa xe thì chắc là phải rửa cả đôi. Thế bây giờ thay vì rửa hai bữa thì mình chung đi. Okay. Mình gộp chung đi. Để cho nó đỡ tốn kém. Hợp lý không? Hợp lý. Để hẹn anh một hôm về sau. Và bây giờ thì chúc anh từ giờ đến trên đường về là cũng khá là an toàn. Nói chung là đấy là vậy, kiểu vậy. Ok, tôi không biết nói gì cả. Chúc mừng anh Nam hôm nay đã mua xe. Okay. Cột mốc đầu đời. 25 tuổi mua một con xe hơn 3 tỷ chỉ về lái thử. Đúng vậy thì phải thử mới biết lái được. Anh này,
anh về nhá. Anh ok đi. Bye bye, về gặp nhau hôm nào hẹn sau nhá. Cảm ơn anh nhiều nhá. Rồi, cảm ơn em. Hôm nào cần hỗ trợ gì cứ qua gọi vâng, anh. Vâng, hôm nay qua. Vâng, cảm ơn em nhiều. Vâng. Ok. Thế chào chú nhá. Anh chào anh em về đây. Chào mọi người. Đấy nhá. Em cứ bảo chú đi cẩn thận ạ. Có xe em đâu ấy nhỉ? Cho em hỏi. Anh vẫn để nguyên trên xe. À vâng, ok anh. Nó chỗ nào nó vẫn ở chỗ đấy thôi. Về với em hai yêu thương. Anh đang đi ngoài đường thấy có xe đỏ ở đâu né ra nhá.